phổ biến nhiệm vụ huấn luyện, phát động thi đua, động viên lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện trong năm 2023. Tăng cường sự chính quyền thị xã thành phố, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và phóng viên báo đài trung ương tỉnh đưa tin và truyền hình trực tiếp đại diện các chiến nhiệt liệt hoan nghênh. Các đồng chí trong đảng ủy, bộ chỉ huy tiền phương, lãnh đạo các sở ngành, các cơ quan địa phương đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh, kính thưa quý khán giả và nhân dân đang xem truyền hình trực tiếp lễ ra mắt huấn luyện của lực lượng vũ trang tỉnh Bình Dương. Trong không khí hân hoan của toàn đảng, toàn dân, toàn quân tích cực thi đua hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh theo chỉ tiêu nghị quyết đại hội 13 của đảng, chấp hành mệnh lệnh huấn luyện thi đấu năm 2023 của thủ tướng quân khu. Ngoài những cơ quan luôn bám sát nhiệm vụ, gắn với chức trách nhiệm vụ, lãnh đạo chỉ huy hoạt động của tất cả công tác chính trị, công tác bảo quản thực phẩm đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy và rèn luyện của lực có nhiều chuyển biến tiến bộ đi vào chiều sâu vững chắc. Đặc biệt luôn gắn chặt giữa huấn luyện với trận chiến đấu và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, quản lý chặt chẽ, tương hiệu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối về con người, vũ khí trang bị và kho trận trưởng. Thủ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu và các cơ quan, đơn vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Điều 3 quyết định này có hiệu lực thi hành. Tư lệnh Trung tướng Nguyễn Trường Thắng đã ký. Sau đây kính mời 12 đơn vị địa phương được có được danh hiệu lên vị trí này. Thưa các đồng chí đại biểu,
75 năm qua thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của thành phố Hồ Chí Minh lên ký kết giao ước thi đua. Kính mời chị.
năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự mọc nuôi dưỡng của nhân dân, kế thừa truyền thống quật cường bất khuất của dân tộc, các thế hệ cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, xây dựng, chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù, viết nên những trang sử truyền thống vẻ vang cách mạng, là nên những chiến công rực rỡ. Quân đội nhân dân Việt Nam luôn chung với Đảng, yêu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng lấy thắng. Thank you.